Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu, tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490188 ạ, hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 24 tháng 2 năm 2023 năm 2024 ạ. Thì tối nay bên cơ sở lan rừng nhà em có rất là nhiều những cái dòng hàng lan mới về đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng ạ. Gem báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển, và khi cô chú anh chị đặt hàng thì có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại bên em vừa cung cấp ạ. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 trong đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Với cước phí em nghĩ rằng là rất là hợp lý, như vậy thì cô chú anh chị mình có thể yên tâm để đặt những cái đơn hàng. Cái cước phí chỉ 3 kg chỉ khoảng tầm 30 cho đến 35 nghìn thôi, 32 35 nghìn thôi cô chú anh chị nhé. Nên là cái cước phí thì nó cũng rất là rẻ, cô chú anh chị mình có thể yên tâm đặt hàng. Sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng nhà em đang có ạ. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị là một cái dòng lan mà thời điểm hiện tại đang bắt đầu là có những cây nhú nụ rồi. Cái dòng lan Phượng Vĩ ạ, cô chú anh chị nhìn này. Một cái dòng lan mà em nghĩ rằng là rất là đáng chiêm ngưỡng luôn cô chú anh chị ạ. Với sắc hoa đỏ rực rỡ, cần hoa vươn cao dài đến cả tầm 50 cho đến 1 mét mà phân nhánh chi chít luôn. Khi mà mùa hoa đến thì sắc hoa đỏ rực rỡ cả một góc trời luôn ạ. Có những cây, mỗi một cây như vậy có thể cho từ một cho đến vài cái cần hoa. Như cần hoa cây này thì hiện tại đang có một cái cây đang có nụ và một cái thân thì đang một nụ hoa nữa đang bắt đầu sưng lên này cô chú anh chị. Hàng cắt tỉa cực kỳ là kỹ luôn và xanh tươi đẹp như này. Với giá chỉ có 90.000 trong kg thôi cô chú anh chị nhá. Nửa kg tức là 45.000 thôi. Cô chú anh chị mình có một cái giò lan đẹp tuyệt vời để mà thưởng thức trong thời gian rất là ngắn. Cây hoa này thì dễ thuần dễ chăm vô cùng luôn cô chú anh chị nhé. Có thể bó ở những cây xung quanh nhà đến khi mùa hoa nở thì sẽ tỏa bông tạo ra cái một cái không gian đỏ rực rỡ cho cái khoảnh sân của nhà mình. Đó, hoặc là cô chú anh chị có thể ghép trụ hay là trồng chậu đều được cô chú anh chị nhé. Tiếp sang bên này đây thì em có cái dòng lan Hoàng Thảo Vôi. Vôi thì về độ thơm nó chỉ đứng sau trầm thôi cô chú anh chị ạ. Hoàng Thảo Vôi thời điểm bây giờ đang nụ này cô chú anh chị này, mầm gốc thì cũng đang lên. Nói chung ấy dòng Hoàng Thảo bây giờ cô chú anh chị đang là cái mùa ghép rất là đẹp. Đấy, Hoàng Thảo Vôi ở đây đang có một vài bông nở thôi, thưởng ngửi một hương một bông bông hoa Hoàng Thảo Vôi thôi ạ, cũng cảm thấy rất là thơm, rất là thơm rồi. Em đang để giá ở đây ạ, hàng toàn đa số là nụ thôi cô chú anh chị nhé. Đó, em bán với giá là 170.000 cho 1 kg. Em sẽ bán ngay từ 0,3 kg cô chú anh chị ạ. 0,3 kg tức là vài chục nghìn thôi. Cô chú anh chị mình có cái dòng lan đẹp để mà thưởng thức hoa. Sang bên này đây thì em có cái dòng lan Ngọc Thạch 3 màu. Đây là dòng lan Ngọc Thạch 3 màu Bắc. Hàng cắt tỉa rất là kỹ luôn. Mầm gốc đang bắt đầu là chuẩn bị nụ lên cô chú anh chị này. Đó, cô chú anh chị nhìn thấy ạ. Đây ạ. Và nụ hoa cái thời điểm bây giờ thì cũng đang bắt đầu là chuẩn bị sưng nụ thôi cô chú anh chị nhìn thấy này. Đó, dòng này thì hoa sai bông một cách tự nhiên, đa số là chưa sưng. Và có những cây nào nụ sớm thì nó đang bắt đầu là sưng nụ thôi ạ. Và 1 kg này thì em xin phép được bán với giá là 150.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Ngọc Thạch 3 màu Bắc ạ. Sang bên này đây thì một cái dòng lan phải nói là nụ đẹp mê ly luôn cô chú anh chị ạ. Hoàng Thảo Kèn. Một cái lô hàng về hàng không quá dài và cũng không quá ngắn ạ. Thân không quá dài và thân không quá ngắn. Nụ thì đều tăm tắp đẹp tuyệt vời như thế này cô chú anh chị này. 1 kg với giá chỉ có 380.000 thôi cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị mà có sở hữu khoảng tầm 1 kg đi ạ, chắc chắn cô chú anh chị có một cái giò lan tác phẩm ngắm đã mắt luôn cho em là 380.000. Hoặc cô chú anh chị mình có thể lấy với lượng là 0,2 kg đây cô chú anh chị này. Em đang cân một cái lượng hàng 0,2 để cô chú anh chị mình có thể tưởng tượng là với 0,2 cô chú anh chị mình có thể được những cái thân kèn như thế nào. Cô chú anh chị cân đối để mua hàng 0,2 cô chú anh chị có thể có những cái thân kèn Hoàng Thảo Kèn 100% thân tơ, được thưởng thức một mùa hoa với giá chỉ có hơn 70.000 thôi đúng không ạ. Ngắm một mùa hoa thôi cũng đã mất rồi. Đó, và mầm gốc thì cũng đang lên. Đây là cái thời gian rất là đẹp trong năm để cô chú anh chị mình có thể vừa thưởng thức hoa, vừa có cơ hội trồng thuần được những cây hèn kèn này cao nhất. Và sang bên này đây thì em có cây lan trầm tím hàng rừng. Em nghĩ rằng bất cứ một anh chị chơi lan nào, yêu thích cái dòng lan rừng nào, chắc chắn không thể nào mà bỏ qua cái dòng trầm rừng cô chú anh chị ạ. Cái dòng hoa rất là thơm, thơm như trầm người ta nói như vậy. Thì cái dòng trầm rừng này, cái mùi hương của nó gần như là
thể hiện cái trọn vẹn cái hương thơm, cái hương thơm, cái vẻ đẹp của núi rừng luôn ạ. Trầm tím hàng rừng em xin phép được bán với giá cũng chỉ có 380.000 cho 1 kg thôi. Thế hàng thì gần như là 100% thân tơ, cô chú anh chị sẽ được rất là nhiều thân hoa khi mà sở hữu nó. Ở đây em cũng đang cân một lượng 0,2 kg để cô chú anh chị mình có thể tưởng tượng đây. Đó, cân đối để mua hàng 0,2 kg. Cô chú anh chị có một cái phần kèn rất là đẹp như thế này với một phần trầm rất là đẹp như thế này để mà thưởng thức hoa cô chú anh chị nhé. Gần như toàn bộ đều là thân hoa hết đấy ạ. Thân ngắn nhưng mà sẽ sai hoa vô cùng luôn. Sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cái mã màu đen rô xuân. Mỗi một cái chậu đen rô xuân dòng hoa trắng tím, thân mập nụ và mầm gốc lên chi chít và vô cùng là khỏe đẹp như thế này này cô chú anh chị. Đó, cái màu sắc hoa đẹp nhã nhặn với độ bền sẽ rơi vào trên 2 tháng cô chú anh chị nhá. Nó không rực rỡ nhưng mà lại mang một cái trang nhã sắc sảo rất là đẹp như thế này. Và cái dòng đen đô xuân này thì thời điểm hiện tại đang có những bông nở và cũng đang có những cái bông đang nụ. Đấy, cô chú anh chị nhìn này, đang có những bông nở và cũng đang có rất là nhiều nụ như thế này cô chú anh chị nhá. Đây ạ. Một chậu to uỳnh luôn, rơi ít nhất từ 5 cho đến 6 thân trở lên. Em đang bán với giá chỉ có 170.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị ạ. Cô chú anh chị mình về thưởng thức hoa trong vòng trên 2 tháng nhé. Và cái mùi hương, cái dòng này không phải có không có hương mà là cái mùi hương của nó. Mùi hương thơm, nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng cô chú anh chị ạ. Với 170 cô chú anh chị có một cái giò lan to bự chảng như thế này. Đó, cô chú anh chị muốn lấy hàng nụ không thì em cũng có đây. Mầm gốc này, đẹp mộng mơ chưa cô chú anh chị? Rất là đẹp luôn. Chi chít là nụ, thân nào thân đấy. To như cái ngón tay cái của em luôn cô chú anh chị nhá. To hơn cái ngón tay cái luôn ạ. Chậu sum xuê to đùng như thế này với giá chỉ có 170.000 thôi. Cô chú anh chị nhìn cho em đây, em đang quay một chậu thôi cô chú anh chị nhá. Đây đang là một chậu thôi ạ, 170.000 cho một giò. Sang bên này đây sẽ là những cái cây hoa dòng dendro bông tím ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em, không phải chỉ có cái vẻ tím mà đây là tím đỏ cực kỳ là nổi bật đẹp như thế này. Khuôn bông hoa, cánh hoa dày cụp. Đó, và cái họng ngả vàng rất là xinh đẹp luôn. Cô chú anh chị ạ. Và một cái chậu lan như thế này thì sẽ rơi ít nhất là 4 thân hoa nhé cô chú anh chị nhé. Độ bền của nó cũng hơn 2 tháng nên là hiện tại kể cả ngay nó đang nở hoa hay là đang nụ, cô chú anh chị mình cứ yên tâm cho em về thưởng thức hoa trong cái thời gian cực kỳ là dài. Giá là 160 cho một giò cô chú anh chị nhé. Cả hai mã màu đều rất là đáng sưu tầm và cũng là một cái cây giống cực kỳ là khỏe đẹp cho cô chú anh chị mình. Cô chú anh chị cùng xem lại những cái giò đen rô xuân. Đó, hoa trắng tím này. Đó, hoa chớp tím và hoa bông hoa tím đỏ lưỡi vàng rất là đẹp như thế này. Dạ, tiếp sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là dòng lan vũ nữ cá mập. Cô chú anh chị nào mà đã từng chơi hoa vũ nữ cá mập rồi thì cô chú anh chị biết ạ, một cái dòng lan với những bông hoa rất là to và mang sắc hoa tím đẹp một cách huyền bí, một cách bí ẩn như thế này này mà vô cùng là thơm cô chú anh chị nhá, vô cùng thơm luôn. Thì một cái chậu lan vũ nữ cá mập như vậy sẽ rơi vào ít nhất là 2 ngồng hoa và cây thì rất là khỏe cô chú anh chị ạ, cây cực kỳ là khỏe luôn ạ. Một cái chậu lan vũ nữ cá mập như vậy em đang bán với giá chỉ có 120.000 thôi, rất bền hoa và cực kỳ thơm cô chú anh chị nhé. Và hàng này thì nó sẽ cho mình hoa quanh năm cô chú anh chị ạ, chứ không phải là một mùa hoa đâu, nên là đấy, với những cái cây hoa nụ rất là khỏe như thế này nên đảm bảo cô chú anh chị mình sẽ rằng là sẽ được thưởng hoa một cái mùa hoa trọn vẹn luôn. Những chậu lan vũ nữ cá mập này cô chú anh chị mà để trong nhà khi mà buổi tối cô chú anh chị đóng cửa lại, sáng hôm sau mở cửa dậy, chắc chắn rằng toàn bộ cái không gian sẽ tỏa ngát cái mùi hương thơm của dòng lan vũ nữ này luôn. Sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị. Cô chú anh chị nhìn cho em, đây là cái dòng lan ngọc nữ nhá cô chú anh chị nhá. Những bông hoa đẹp lung linh luôn cô chú anh chị ạ. Đây ạ. Rất là đẹp luôn, cái sắc hoa tím hồng cực kỳ là xinh. Và hoa này cũng rất là bền cô chú anh chị nhé. Thời điểm bây giờ thì vẫn còn có cây có nụ và có những cây nó đã đang nở hoa như thế này rồi. Hoa rất là bền, về cô chú anh chị còn thoải mái chơi hoa trong thời gian rất là dài. Mà hơn nữa là nó cũng làm cái dòng lan mà cho mình hoa quanh năm. Cần hoa này cô chú anh chị nhìn cho em này. Đó, một cái chậu lan như thế này rơi ít nhất là 4 vòi bông cô chú anh chị ạ. Mà mỗi một vòi bông là phân nhánh chi chít tua tủa như thế này. Nên là
Nếu mà cô chú anh chị để chung như thế này cô chú anh chị không nhìn thấy vẻ đẹp đâu. Nhưng mà nếu mà cô chú anh chị mà để trong nhà cô chú anh chị sẽ thấy rằng là nó mới sẽ thể hiện được hết cái vẻ đẹp của nó cô chú anh chị nhá. Để trong nhà em dám khẳng định rằng cô chú anh chị sẽ cảm thấy rằng là cả một cái không gian trở nên xinh đẹp hơn rất là nhiều luôn cô chú anh chị ạ. Nó sẽ trở thành là nữ hoàng luôn ạ. Và một cái chậu lan vô nữ ngọc nữ rất là đẹp và rất là thơm như vậy đấy ạ. Rất là bền hoa cô chú anh chị nhé. Một chậu to đùng nhiều giả hành cho mình hoa quanh năm. Em đang để giá chỉ có 180.000 cho một chậu thôi. Đó, 180.000 cho một cái chậu lan dòng lan vô nữ ngọc nữ. Sang bên này đây sẽ là dòng lan vô nữ hoa vàng, chi chít là nụ. Cái cần hoa cũng rất là cao mà đặc biệt là phân rất nhiều nhánh. Nên là một cái chậu hoa như thế này chỉ cần một cần hoa thôi ạ. Cũng đủ xinh đẹp lắm luôn rồi cô chú anh chị này. Để trong phòng khách hay bàn làm việc rất bền hoa. Mỗi một cái chậu lan như thế này em cũng rất là thích. Riêng cái dòng vũ nữ thì em thấy là cũng là một trong những dòng lan mà rất là đáng sưu tầm. Bởi vì nó sẽ cho hoa quanh năm chứ không phải là một mùa hoa. Đó, nên là nó là một cái ưu điểm. Em nghĩ là một cái ưu điểm riêng của dòng lan vũ nữ này. Và một cái chậu lan vũ nữ hoa màu vàng như vậy em đang để giá là 100.000 cho một giò cô chú chị nhé. Đẹp lung linh luôn, xinh đẹp, rất là xinh. Đó. À, sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị mình đó là dòng lan Hải Henry. Nói chung là mỗi một cái loại lan nó có một cái vẻ đẹp, một cái sự độc đáo riêng ạ. Cô chú anh chị mình cùng ngắm cho em cái vẻ đẹp của dòng lan Hải Henry. Hoa của dòng Hải thì nó sẽ rất là bền cô chú anh chị nhé. Cánh hoa sáp bóng và cái độ bền bao giờ cũng sẽ phải từ 1 tháng trở lên cô chú anh chị ạ. Dòng lan Hải Henry một cái chậu như thế này xanh mướt luôn ạ. Và nó đang chuẩn bị đến mùa hoa của Hải rồi cô chú anh chị nhé. Mỗi một cái chậu lan Hải Henry cả giá thể, cả công chăm sóc, cả cây giống. Một cái chậu như vậy em đang để giá có 100.000 thôi. Đó cô chú anh chị thấy ạ. Cả công trồng, công chăm sóc, giá thể, cây giống chỉ có 100.000 cho một giò thôi. Và em dám khẳng định cô chú anh chị rằng cái giá này là cái giá nếu như là đi mua lại về bán thì chắc chắn rằng không bao giờ bán được. Mà cái hàng này là cái hàng mà tự tay nhà em trồng. Tự tay em nhà em trồng mua từ cây giống đến 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 tự trồng nên là cái giá này thì nó sẽ gần như là thậm chí rẻ hơn cả giá mà người ta bỏ sỉ nhá cô chú anh chị nhá. Cái dòng lan này này thì mỗi một chậu khỏe đẹp như thế này chắc chắn rằng đến mùa hoa cô chú anh chị sẽ có một cái giò lan thưởng thức tuyệt vời đúng không ạ. Và sang bên này thì em còn có duy nhất hai cái chậu hài táo thôi cô chú anh chị ạ. Duy nhất hai chậu hài táo, chậu này em gọi là chậu hài táo số 1 này. Đó, chậu hài táo số 1 này em xin phép được bán với giá là 70.000 cô chú anh chị nhé. Chậu hài táo số 2 cũng với giá là 70.000 cho cô chú anh chị mình sưu tầm đấy ạ. Hải táo thì hoa của nó gần như là cái hải vân bắc đấy ạ. Hôm nay này đây em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là dòng lan trầm rồng đỏ cô chú anh chị này, bông hoa trầm rồng đỏ đấy ạ. Hôm nay có một số thân bông hoa trầm rồng đỏ đang nở cô chú anh chị có thể thấy này. Một bông hoa trầm rồng đỏ, bông này thì không may bị gãy mà một bông như thế này thôi mà cực kỳ là thơm luôn cô chú anh chị nhá, rất là thơm luôn ạ cô chú anh chị thấy ạ. Và bông hoa cực rất là to đúng không ạ, đấy ạ. Và hiện tại thì những cái thân trầm rồng đỏ của em, những cái thân trầm rồng đỏ của em nó đang đa số là nụ hết cô chú anh chị nhé. Về cô chú anh chị sẽ được thưởng thức hoa trong cái thời gian tới này. Và đặc biệt có một cái chậu cây giống rất là khỏe như thế này cô chú anh chị nhé. Thân nào chậu đấy chi chít là nụ. Và có ít nhất là từ 4 thân hoa ngắn dài trở lên cho cô chú anh chị mình. 4 thân hoa ngắn dài trở lên. Em bán với giá chỉ có 100.000 thôi cô chú anh chị ạ. Đó, về thưởng thức mùi hương ngắm hoa một mùa thôi cô chú anh chị cũng sẽ cảm thấy là rất là xứng đáng rồi đúng không ạ. 100.000 trong một chậu trầm rồng đỏ như vậy bằng vài cái bát phở cô chú anh chị mình thôi ạ. Mà có ngay một cây lan đẹp và một cây giống rất là khỏe. Hàng này thì rất là dễ thuần, dễ chăm. Cô chú anh chị nhìn cho em cái dàn mầm của nó. Hàng của em thì hôm nay cũng còn rất là nhiều. Cô chú anh chị mình thoải mái sẽ chọn cho cô chú anh chị mình chậu lan đẹp nhất nhé. Cô chú anh chị nhìn này, em có rất là nhiều những cái chậu lan trầm rồng đỏ đẹp, thoải mái cô chú anh chị mình. Em sẽ chọn cho cô chú anh chị mình những cái chậu lan gọi là đẹp ưng ý nhất, gửi đến cô chú anh chị với số tiền chỉ có 100.000 trong cái chậu lan trầm rồng đỏ thôi ạ. Đó, vừa nụ vừa mầm rất là đẹp như vậy. Và bên này đây sẽ là những cái chậu lan trầm cổ. Không phải tự dưng mà những cái chậu lan này người ta gọi nó là trầm cổ đâu ạ. Cô chú anh chị cùng em ngắm cái vẻ đẹp của dòng lan trầm cổ. Hàng này thì em bao chuẩn cái mặt hoa luôn cô chú anh chị nhé. Hàng trầm cổ này bao chuẩn mặt hoa luôn.
Một cái dòng hoa, một cái sắc hoa tím đỏ đậm đà và đẹp như thế này, sai bông cực kỳ luôn. Cô chú anh chị nhìn cho em đi ạ. Những cái thân hoa này và một cái chậu trồng cổ của em như thế này này, hiện tại là nụ của nó cũng chưa có lớn lắm đâu ạ. Về cô chú anh chị có thể được thưởng thức hoa rất là trọn vẹn. Sai nụ chi chít luôn cô chú anh chị nhá. Đây này. Đó, sai nụ chi chít luôn như thế này đấy ạ. Đấy, cô chú anh chị nhìn cho em. Mỗi một chậu như vậy rơi từ ít nhất là em thấy là ít nhất là 5 thân trở lên đấy ạ. Đẹp mộng mơ luôn cô chú anh chị nhá. Và chắc chắn rằng một cái chậu lan tuyệt vời như thế này nó sẽ không kém cạnh cái giò lan mà cô chú anh chị đang ngắm trước mặt ở đây đâu ạ. Mà vô cùng thơm cô chú anh chị nhá, chắc chắn không kém cái giò lan này đâu ạ. Giò này cũng chỉ có 4 thân thôi cô chú anh chị này. Và một cái chậu lan như vậy em đang để giá có 130.000 thôi. 130.000 thôi cho chậu trầm cổ như vậy nhá, đang nụ. Để về cô chú anh chị có một cây giống khỏe, mầm gốc đang lên cô chú anh chị ạ, mầm gốc đang lên chi chít luôn cô chú anh chị nhìn thấy dàn mầm ạ. Và đang nụ đẹp xuất sắc như thế này, ít nhất là 5 thân hoa ngắn dài trong một giò. 130.000 cho một chậu nhá. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu lan giả hoa hồng đỏ. Giả hạc hoa hồng đỏ cô chú anh chị nhá, không phải tự dưng nó có tên nó gọi là như vậy đâu ạ. Cái dòng lan này thì ở trong này nó có lóa ánh sáng nên là không thể hiện được hết cái vẻ đẹp của nó. Cái sắc hoa của nó vừa hồng và lại thiên về cái sắc hoa đỏ tươi nên là nó sẽ khi mà nó nở ấy thì sẽ thực sự là sẽ nổi cực kỳ là nổi bật. Nên là trước đây thì em trước đây ấy, một cái thân giả hoa hồng đỏ của chú anh chị nào mà đã chơi lan lâu ấy thì người ta bán tiền trăm cho một thân cơ đúng không ạ? Mặc dù nó rất là bé nhưng mà đây là một cái dòng lan mà hoa rất là đẹp cô chú anh chị nhá. Bông hoa thân bé nhưng mà hoa lại rất là to, sai bông. Với chậu giả hoa hồng đỏ như vậy này, rơi ít nhất là từ 7 thân trở lên, em bán là 120.000 cho một cái chậu lan giả hoa hồng đỏ này. 120.000 thôi cho một cái giò lan giả hạc hoa hồng đỏ rơi từ ít nhất là 7 thân trở lên. Cô chú anh chị mình có thể có ngay những cái giò lan khỏe đẹp để làm giống và cũng như là có thể thưởng thức hoa cô chú anh chị nhé. Thì nói chung là những cái chậu lan mà bây giờ nó đang nụ lớn như thế này rồi thì chắc chắn rằng nó sẽ có nụ hỏng, nụ nụ đẹp và nụ hỏng. Thì đấy là cái điều mà không thể tránh khỏi. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu lan hạc vĩ thiên cung lự bố cô chú anh chị ạ. Dàn cái mầm gốc của nó này cô chú anh chị này. Hạc vĩ thiên cung lự bố, hàng em bao chuẩn mặt hoa nhé cô chú anh chị nhé. Nó không phải nhạt hoa như là hàng rừng mà nó sẽ rất là đậm như vậy. Thì một cái chậu lan hạc vĩ thiên cung lự bố cũng rơi vào ít nhất là từ 7 thân hoa trở lên. Em cũng bán với giá là 120.000 cô chú anh chị ạ. Cây giống của hạc vĩ thiên cung lự bố này cực kỳ là khỏe. Em còn nhớ cách đây 1-2 năm khi mà em bán hạc vĩ thiên cung lự bố lần đầu tiên đấy ạ. Một thân thiên cung lự bố thôi. Đấy, một cái chậu cực kỳ là sum xuê như thế này này cô chú anh chị. Thiên cung lự bố rất là sum xuê đúng không ạ? Chỉ có giá 120.000 thôi cô chú anh chị nhá. Sang bên này đây, cô chú anh chị cùng ngắm cho em ạ. Những cái giò lan kiều lộc bắc sum xuê đẹp tuyệt vời như thế này. Riêng giò này cô chú anh chị về chăm chỉ cần đến sang năm thôi ạ. Chỉ cần em nghĩ rằng là chỉ cần đến Tết sang năm thôi là cô chú anh chị mình có một cái tác phẩm gọi là ngắm đã mắt rồi, giá tiền triệu rồi chứ không phải là giá tiền trăm nữa đâu cô chú anh chị nhá. Đây này, một cái chậu này em bán với giá chỉ có 200.000 thôi cô chú anh chị nhá. Rất là nhiều thân ạ, rất là nhiều thân. Và thời điểm bây giờ thì có những cái cây nó đang nụ này cô chú anh chị này. Và đa số thì em chỉ chọn cái hàng là nó chưa nụ thôi, để đảm bảo rằng là cái hàng mà khi em gửi đến cô chú anh chị mình sẽ được thưởng thức hoa trọn vẹn nhất. Bởi vì thực ra cái hàng mà nó đã nhú nụ rồi ạ, nè, đang sưng nụ cô chú anh chị nhìn thấy chưa? Khi mà nó đã nhú nụ ra rồi thì vận chuyển đóng gói ấy, kiểu gì nó cũng sẽ có ảnh hưởng một phần. Thì nhiều cô chú anh chị cứ lăn có thể là có trước đây ấy, khi mà hàng chưa có nở hoa, chưa có nụ ấy, em cũng bán hơn 100.000 cho một cái, hơn 100.000 cũng như đến 200.000 cho một cái giò lan kiều lộc bắc thôi. Tuy nhiên thì em nghĩ rằng là trong cái thời điểm đó thì em nghĩ là chắc nhiều cô chú anh chị nghi ngờ rằng là cái hàng của em có phải là chuẩn hàng hay không đúng không ạ? Thì bây giờ cô chú anh chị nhìn cho em những cần hoa của Kiều Lộc Bắc này. Đó, đủ. Đẹp, cũng có rất là nhiều chậu mà hiện tại đang nở hoa. Cần hoa cực kỳ dài cô chú anh chị nhá, hoa rất là dài luôn. Đó. Khác với dòng kiều khác là cái cần hoa của nó cực kỳ là dài như vậy. Đấy, một chậu kiều lộc bắc đẹp và đáng sưu tầm như thế này, giá chỉ có 200.000 thôi cô chú anh chị nhé. Bao giá rẻ nhất cả thị trường cho cô chú anh chị. Hàng thì cô chú anh chị có thể lấy hàng nụ hoặc là hàng chưa nụ. Riêng cái hàng này cô chú anh chị về tưới nước một hai hôm, vài hôm thôi ạ, là bắt đầu là sẽ nhú nụ hết luôn cô chú anh chị này. Đây này,
Đó, đang ngậm nụ, sưng nụ hết như thế này rồi cô chú anh chị nhá. Là em ưu tiên là cái hàng mà chủ yếu là hàng sưng nụ thôi. Và bên này đây sẽ là những cái chậu lan đen đô xuân ạ. Chậu nào chậu đấy to nú luôn. Và cái hàng này thì hàng mặt hoa xổ số của chú anh chị nhé. Và đã được trồng thuần tại vườn. Trồng thuần tại vườn trong những cái chậu nhựa như thế này rồi. Nên là về cô chú anh chị chỉ việc chờ thưởng thức hoa thôi ạ. Chờ thưởng thức hoa và chăm sóc, tưới nước, chăm sóc nó thôi. Một cái chậu to ú ụ như vậy. Em đang để giá có 150.000 cho một giò thôi nhé. Và tiếp sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là giả khao oai. Hao oai một chậu rơi ít nhất là 5 thân ạ. Sưng mắt nụ rất là lớn luôn. Đó, những cây, chính những cây như thế này thì sẽ là chơi hoa đẹp trọn vẹn nhất này cô chú anh chị này. Sưng nụ hoặc là chưa sưng nụ. Đó, cô chú anh chị thấy ạ. Hàng mà, đây này cô chú anh chị nhìn này. Bắt đầu là nhú nụ ra như vậy nhá. Và mầm gốc thì cũng đang chuẩn bị lên luôn lên thôi ạ. Giả hao oai một chậu ít nhất là 5 thân. Cô chú anh chị nhanh tay sưu tầm với giá chỉ có 100.000 cho một giò thôi. Đặc biệt ạ, một cái dòng lan vũ nữ mà em nghĩ rằng là rất là đáng chiêm ngưỡng ạ. Dạ Ngọc Minh Châu cô chú anh chị nhé. Nghe cái tên thôi thì cô chú anh chị cũng có thể cảm nhận được cái vẻ đẹp của nó. Một cái dòng lan. Cô chú anh chị nhìn này. Bên ngoài nó, cái màu sắc của nó thực sự rất là bắt mắt luôn ạ. Nó vàng rất là sáng cô chú anh chị nhé. Một cái dòng lan. Một cái dòng lan phải nghĩ rằng, phải nói rằng là nó mang cái vẻ đẹp thuần khiết đúng như cái tên gọi của nó. Vừa mang cái vẻ sang trọng và vừa mang cái vẻ thuần khiết đúng như cái tên gọi của nó. Dạ Ngọc Minh Châu cô chú anh chị ạ. Đẹp, rất là đẹp luôn. Bông hoa cực kỳ là sáng. Và cái độ bền của cái dòng lan này á thì nó sẽ rơi vào cũng khoảng tầm 2 tháng cô chú anh chị nhá. 2 tháng. Và đặc biệt là cô chú anh chị có thể nhìn cho em, không chỉ mình thưởng thức hoa đâu ạ, mà cô chú anh chị có thể có ngay những cái cây lan giống rất là khỏe như thế này cô chú anh chị nhé. Và một cái chậu lan dạ Ngọc Minh Châu rơi vào 3 cần hoa như vậy ạ. Em đang để giá có 190.000 cho một giò thôi cô chú anh chị nhé. Có hàng thì hiện tại là có những thân, một số thân vẫn còn đang nụ và một số thân thì đã nở hoa rồi. Tuy nhiên cô chú anh chị về mình vẫn ngắm hoa trong cái thời gian đến chán thì thôi. Bởi vì cái hoa này cực kỳ là bền cô chú anh chị nhá. Rất là bền. Đó. 200.000 cho một cái giò lan, 190.000 cho một cái giò lan như vậy. Đó. Và nhiều cô chú anh chị ngoài chơi hoa một mùa này xong rồi, cô chú anh chị có một cái rơi cây giống rất là khỏe ạ. Đã cô chú anh chị nhìn cho em, đây là cái chậu địa lan cọp đỏ của em này. Đó, và cái, đây sẽ là cái chậu địa lan Sato mà trước Tết là khách bom hàng. Trước Tết về như thế nào thì sau Tết nó vẫn cứ rực rỡ như thế này cô chú anh chị nhá. Đó, rực rỡ như thế này và chưa có cái dấu hiệu gì gọi là tàn hoa gì cả. Cái độ hoa cực kỳ là bền. Còn cái chậu lan này là em chơi hoa từ trước Tết đến bây giờ. Đây là chậu địa lan cọp đỏ. Và cái hàng này là không phải chỉ chơi trong năm nay đâu ạ. Mà đây là cái chậu lan em đang chơi ở năm thứ 3 rồi cô chú anh chị nhé. Vừa rồi thì cũng có rất là nhiều anh chị có ý là muốn mua lại cái chậu này. Chậu địa lan cọp đỏ này. Tuy nhiên thì em không thể nào mà gửi cho cô chú anh chị được. Bởi vì cái chậu của em thứ nhất là nó cũng hơi cằn cỗi rồi. Bởi vì em không có chăm sóc. Bỏ đây trong cái chậu này đến năm thứ 3 rồi. Và cái chậu sành này thì khi mà vận chuyển thì nó cũng sẽ rất là dễ vỡ. Chắc là đợt này, sau đợt này em sẽ cắt hoa đi để em dưỡng lại cây. Đó. Một cái chậu lan dạ Ngọc Minh Châu. Cái vẻ đẹp của nó không mang một cái vẻ đẹp rất là tuyệt vời như thế này. Một cây giống khỏe, một chậu lan đẹp với giá chỉ có 190.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhé. Với 3 cần hoa. Đáng thưởng thức đúng không ạ? Sang bên này đây là em có những cái chậu lan cái gì đây nhỉ? Đang nụ này cô chú anh chị này, thanh đạm sữa nhá. Một cái chậu thanh đạm sữa đang nụ xanh mướt như thế này. Em bán với giá là 100.000 cho một giò. 100.000 cho một giò. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu lan quế lan hương hay còn giáng hương đuôi cáo của vùng Cao Bằng. Sắp đến mùa hoa của giáng hương đuôi cáo rồi ạ. Một cái loại lan đặc hữu của vùng Cao Bằng. Một cái dòng lan đặc hữu của vùng Cao Bằng có thể nói rằng là một trong những dòng lan gọi là đẹp nhất của vùng núi rừng Cao Bằng quê em ạ. Và những cái chậu cáo này thì năm trước nó đã cho những cái cần hoa rất là đẹp rồi nhá. Thì một cái chậu giáng hương đuôi cáo này trung bình là 150.000, chậu này em gọi là chậu số 1 150.000, chậu số 2 150.000 và chậu số 3 cũng 150.000 này. Số 4 150.000, mỗi một chậu là rơi vào 3 cây. Số 5 cũng 150.000 này, năm trước đã có những cần hoa rất là đẹp rồi. Số 6 cũng 150.000 và số 7 150.000 và số 8 cũng 150.000. Đó, bao cái giá rẻ nhất cả thị trường cho cô chú anh chị. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu quế lan hương hay còn gọi là quế trắng tháng 8. Đã được nhà em trồng và hiện tại đang ra rễ rất là khỏe như thế này. Và như
cây này thì năm ngoái cho 2-3 cái vòi bông luôn. Một nhánh quế nhỏ thôi khi mà nở hoa cũng đủ làm cho cái một mùa tháng 8 trở nên thú vị hơn, cảm thấy là trở nên là tuyệt vời hơn ạ. Hoa cực kỳ là thơm, cái dòng đệ nhất hương đây, cái chậu quế hình số 9. Cái giò này em xin phép được bán với giá là 160.000 thôi chú anh chị nhé, 3 thân. Và hình số 10 cũng 160.000 và hình 11 cũng 160.000 và hình số 12 160 ạ. Hình số 13 sẽ là 170.000 đó. Sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị một số những đặc sản vùng miền Cao Bằng. Lạp sườn, cô chú anh chị nhìn cho em này. Sau Tết rồi, tuy nhiên thì bên em có những cô chú anh chị mà trước Tết đã được đã từng mua lạp sườn với bên em thì lại tiếp tục đặt hàng. Chính vì vậy mà em đã mua tiếp lạp sườn về cô chú anh chị nhá. Cái mẻ lạp sườn này cực kỳ là ngon cô chú anh chị nhìn này, hun bằng bã của cây mía nên là đảm bảo rất là vàng và đẹp như thế này, đặc biệt là chọn từ cái miếng thịt lợn ngon nhất, lợn làng ngon nhất nhé cô chú anh chị nhá. Và sạch nhất ạ. Một túi lạp sườn mà rất là nhiều nạc như thế này, ngon, đảm bảo ngon cho cô chú anh chị mình, với giá em bán là 130.000 một túi nửa kg và 250.000 một 250.000 cho hai túi như vậy. Đóng gói là 1 kg cô chú anh chị nhá. Hai túi sẽ là 1 kg với giá 250. Và bên này là chè ô long của vùng Nguyên Bình Cao Bằng ạ. Cái túi chè này trồng ở vùng núi Kha Đén với độ cao trên 1.000m2 so với mực nước biển mà quanh năm sương mù bao phủ, và cái nhiệt độ rất là thấp, chính vì vậy mà tạo ra cái hương vị rất là riêng, cũng như là cái hương vị cũng như là cái hương vị cũng như là cái độ ngọt rất là riêng của nó. Một cái túi như vậy em đang để giá là 150.000 cho túi 0,4 kg. Đây sẽ là những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan ạ. Vỏ thông nhé, có đủ size luôn, 1, 2, 3, 4 vỏ thông vụn đồng giá 20.000 trong kg. Đây là vỏ thông này thì đã được mài rồi cô chú anh chị này, đã được mài rồi. Cái vỏ thông này thì cái sẽ giá của nó sẽ bình thường ấy thì em bán cái vỏ thông này thì em đã phải nhập cái giá rất là cao hơn rồi, nhưng mà em vẫn để giá nguyên cái giá cũ cho cô chú anh chị mình, đó là 20.000 một kg và dớn vụn 40.000 trong 1 kg. Giá thể trồng lan cũng rất là tuyệt vời và được rất nhiều nhá. Cô chú anh chị nhìn cho em cái rêu rừng này, cái lô rêu rừng về cực kỳ là sạch, cực kỳ là sạch và khô đẹp như thế này. 1 kg là 50.000 và 1 kg được siêu nhiều luôn. Duy xanh 50.000 và duy đỏ là 60.000 nhé. Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ, 5.000 trong cặp. Dưỡng chất AB với giá 85.000 cho một lọ. Dưỡng chất AB đi đâu rồi nhỉ? Đây. Super Thai không muốn tăng trưởng 50.000 cho một lọ. Atonic 12.000 cho một gói. Và B1 Thái 40.000 cho một lọ. B12 giải độc cho cây với giá 30.000 cho một lọ. Liền da Mỹ Tiến 40.000 và liền da sẹo đen là 50.000. Siêu da dễ N3M 30.000 cho một lọ. Ba loại phân bón thông minh tăng trọng có kiểm soát đồng giá 30.000. Ba loại phân bón lá đồng giá 35.000. Cáp tan đặc trị thôi nhũn với giá 40.000 cho một lọ. Thuốc đặc trị côn trùng 70.000 cho một lọ nhé. Chichodema phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 cho một gói. Phân bón chùn quế nguyên chất dòng cao cấp 35.000 cho một túi 1 kg. Phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh làm từ dịch chuối, phân trâu, đậu tương, đá ủ men vi sinh ủ kháng nấm trong và trên 2 tháng, sản phẩm với giá 35.000 cho một túi 1 kg. Và bên này thì phân dê cũng đã qua xử lý nhá. Phân dê đã qua xử lý và cực kỳ là khô như thế này thì 1 kg em bán là 18.000 thôi cô chú anh chị ạ. Tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lăn, dạng nhỏ giọt, một lọ như vậy em bán là 40.000 ạ. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng mà hiện tại bên em đang có ạ. Xin được cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi và em xin phép được dừng clip ở đây.